Phono TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2020. Chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trên thế giới liên tục biến động không ngừng. Trong phiên giao dịch trước, giá cà phê trên thế giới tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2020 trên sàn London ở mức là 53 USD. Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua giờ Việt Nam, thì giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 9 cũng tiếp tục tăng tới 50 USD. Nhưng kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lại đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 9 năm 2020 thì đã giảm đi 25 USD, mức giảm là 1,78%, xuống mức giao dịch là 1.379 USD trên tấn. Và kỳ hạn giao tháng 11 cũng giảm đi 24 USD, xuống mức giao dịch là 1.362 USD trên tấn. Ở các kỳ hạn khác cũng giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch cà phê Robusta trên sàn London ở mức cao trên mức trung bình. Trái ngược với sàn cà phê London, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng giảm trái chiều. Ở kỳ hạn giao tháng 9, tăng 0,5 sen, tương đương với mức tăng là 0,41%. Mức giao dịch là 121,55 sen trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 12 thì lại giảm đi 0,05 sen, mức giảm là 0,04%. Xuống mức giao dịch là 123,4 sen trên bao. Khối lượng giao dịch cà phê Arabica trên sàn New York ở mức rất cao trên mức trung bình. Với việc sụt giảm giá cà phê Robusta trên sàn London, ngày hôm nay ở mức là 25 USD, ảnh hưởng đến giá cà phê trong nước ngày hôm nay tương đương với mức giảm là 500 đồng trên 1 kg. Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng từ 32.400 tới 33.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ngày hôm nay dao động ở mức từ 32.400 tới 32.500 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc với mức giá là 32.500 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, giá cà phê là 32.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay dao động ở mức từ 32.900 tới 33.100 đồng. Tại huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 33.100 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 32.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm đi 500 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 32.800 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Bờ Đông, giá cà phê là 32.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê cũng dao động trong khoảng từ 32.700 tới 32.800 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 32.800 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá là 32.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay có mức giá là 32.800 đồng 1 kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã giảm đi 500 đồng và xuống mức giá là 34.300 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong bản tin tiếp theo.